tại một cửa hàng quần áo, nhân viên bán hàng trời quầy thu ngân, nhưng sơ sẩy không cất điện thoại. Miếng bồi nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của người phụ nữ. Màn ảo thuật bắt đầu. Giờ đặt tay lên bàn rồi luồn chiếc điện thoại vào tay áo. Còn gương mặt người này vẫn giữ tỉnh bơ, tựa như không có chuyện gì xảy ra. Trên phố Tôn Thất Thuyết, Hà Nội, hai tên trộm săn được chiếc xe máy đang đậu ở vỉa hè không người trông coi. Cẩn thận dò xét và chắc ăn không ai phát hiện một đối tượng tiếp cận món hàng. Chỉ mất 10 giây, khóa xe bị vô hiệu. Khi khổ chủ phát hiện thì mọi sự đã rồi. Pha trộm thần tốc của kẻ gian khiến nhiều người ngỡ ngàng, quá nhanh, quá nguy hiểm. Âu chỉ có thể đề phòng, chứ chờ đến khi kẻ xấu ra tay thì khó lòng xoay chuyển tình thế. Cần chế hai đối tượng sau đây áp sát, giật chiếc túi xách của cô gái ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, rồi tăng ga tẩu thoát. Tưởng vậy là thoát, nhưng diễn biến sau đó đúng là khó mà lường được. Khoảng 20 giờ 30 phút, Võ Nguyễn Bình Chiến, ngụ Bến Tre, và Đỗ Đình Văn, ngụ quận Gò Vấp, chở nhau trên đường Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình. Lúc này, cả hai thấy chị LTS, 25 tuổi, đeo túi xách nên áp sát, giật lấy tài sản rồi bỏ chạy. Nghe tiếng nạn nhân truy hô, anh Trường, 25 tuổi, cùng với nhiều người đi đường khác, đuổi theo và giữ được hai đối tượng bàn giao cho công an. Trong quá trình truy đuổi, hai thanh niên manh động, lạng lách, liên tục tông vào người đi đường, hòng thoát thân nhưng bất thành. Khen cho tinh thần dũng cảm của người dân, nhưng trong vụ việc vừa rồi cũng phải trách sự sơ hở của khổ chủ. Những món đồ như túi xách, nữ trang, điện thoại luôn làm miếng mồi lọt vào tầm nhắm của kẻ gian.